Cho em gửi lời chào đến toàn thể các anh em làm thợ đánh chim đêm nhé. Ngày hôm nay thì xin giới thiệu cho các bác là về cái dòng lưới đánh chim sâm run. Thì bác nào mà đang có nhu cầu sử dụng về cái dòng lưới này hoặc là loa đài đánh chim rẽ run trong mùa di cư này thì có thể là tham khảo đặt hàng. Em để số điện thoại góc màn hình video. Còn đây là đang đi gỡ chim cũng như giới thiệu thực tế lưới luôn cho các bác này. Đối với cái lưới này thì chiều cao mắt lưới của nó là 75 mắt. Đấy, tính từ cái diềm cuối cùng. Đây này các bác này, đấy diềm cuối này nhé. Nó lên đến diềm trên đỉnh thì nó là 75 mắt. Thì đối với dòng lưới này thì làm là 4 dây 3 túi các bạn. Đấy, dây diềm thì chạy một cước đúc cho các bác này. Đấy, cho anh em thợ đánh này. Đấy, dây này thì ưu điểm của nó thì khi con chim nó vào độ khóa nó rất là cao. Thì các bác thấy thực tế đây, ông anh trai em đang gỡ thì con chim nó dính cực kỳ là bén. Còn là toàn bộ lưới của ông anh này sử dụng thì đều là lưới nhà em làm ra. Và khi gửi cho các bác thì cũng gửi lưới này luôn. Lưới này sợi lưới của nó là sợi 15 anh em nhé. Đấy, còn mắt lưới là mắt 8 phân. Đấy, nhiều anh em bảo mắt 8 phân nó lọt con chim nhưng không phải đâu anh em. Đấy, mắt 8 phân nhưng mà mắt nó dọc lên. Đấy, mắt dọc cũng không phải là mắt ngang ấy. Mắt ngang cũng không thể lọt được khi con rẽ nó vào. Đấy, còn mắt dọc lên thì độ đánh tàng hình nó sẽ cao hơn là cái mắt ngang rất là nhiều. Thì từ trước đến giờ anh em thợ đánh chuyên nghiệp thì đều sử dụng cái dòng lưới này. Chống gió thì bên trên em thắt cho các bác rồi. Còn khoang túi thì mở 85cm trên một khoang túi nhanh em nhé. Đấy, con lưới này thì nó sẽ có chiều dài, ví dụ như cái cánh nhá, đang dính chim đây này anh em này, nó là 100m. Còn có một cánh nhỏ nữa là cánh 50. Thì ví dụ cánh 100m này thì nó sẽ gồm là 3 cọc. Đấy. 100m này sẽ gồm là 5 cọc, còn 50m là sẽ gồm 3 cọc. Còn chim thì đây các bác này, thấy thực tế này. Đó. Khi con chim nó đóng vào túi thì bình thường nó sẽ quấn kiểu như thế này. Đấy, rất là không thể ra được. Và chiều sâu nó đóng xuống thì nó rơi vào tầm khoảng hơn 40cm. Đấy, tính từ cái miệng túi này nó xuống này. Đấy, ví dụ nó mà không mắc vào luôn cái gì mắt này thì nó còn xuống sâu nữa. Đấy, nhưng mà thường thường nó tầm khoảng 40cm. Một cánh, một khoang như thế này cứ dính tầm 4-5 em là chuyện bình thường anh ạ. Đấy. Con này là cũng 40cm này. Đó, hơn 40cm ấy. Đấy, con lưới này thì sợi của nó thì báo cáo với các bác là nó rất là bền đây. Đấy, sợi nó bền lắm. Đấy, búng thoải mái này. Đấy, búng chỉ có đứt lưới thôi, không bị chạy mặt đâu. Đấy, còn nhiều loại lưới ở trên thị trường giờ nó rất là rẻ, nó có bị chạy mặt đấy các bác. Đấy, thì các bác lưu ý là đặt hàng một năm thì chúng ta chỉ bỏ tiền ra mua lưới một lần thôi. Thì các bác lưu ý là mua chuẩn thì mình sẽ sử dụng được cả một vụ, không mất thêm tiền nhiều. Đấy, còn bây giờ thì cũng đang là cái mùa rẽ run nó di cư khá là mạnh rồi. Thì bác nào cần đến cái lưới đánh rẽ này thì có thể là tham khảo cho em. Em để số điện thoại góc màn hình video. Chào các bác nhé.